bài hát thôi. Còn em nghĩ là mỗi một cái sản phẩm nghệ thuật mà đưa ra thì mỗi một khán giả sẽ có một cái nghĩ khác nhau, bởi vì là mỗi người có một cái hoàn cảnh, một cái câu chuyện riêng mà. Nên là mong mọi người sẽ xem và sẽ đón nhận một cái năng lượng tích cực nhất. Ok, đón nhận một cái năng lượng tích cực nha, để mọi người sẽ dần ok cùng với anh Huy R, vì anh cũng đã ok rồi. Lại này và cái buổi họp báo này nó có ý nghĩa như thế nào đối với em? Thực ra cái cảm xúc của em bây giờ là vẫn còn đang rất là hồi hộp, vẫn rất là run. Bây giờ thì em vẫn chưa cảm thấy ok lắm. Chắc là phải khoảng một thời gian nữa để trò chuyện với mọi người nhiều hơn, chia sẻ với mọi người nhiều hơn thì chắc là sẽ thấy ok hơn. Vậy thì cái ca khúc này, ca khúc Anh OK, nó mang đến cái thông điệp nào? Trong khi em nói là em chưa ok lắm, vậy thì lần này quay trở lại với âm nhạc của em, với hình ảnh này, em đang muốn mang đến nguồn năng lượng vào cho mọi người. Một ít phút nữa thôi mọi người sẽ được xem ca khúc Anh OK này, được lắng nghe ca khúc này thì mọi người sẽ thấy đây là một cái hình ảnh rất là mới của em. Nó khác với Huy ở trong Anh Thanh Niên Cô Gái Vàng, không còn là một cậu trai tưng tửng nghịch ngợm hay là yêu đời nữa, mà bây giờ em đã là một sad boy. Cuối cùng mà đến giờ mà mình hết năng lượng sớm như vậy thì sau này mình sẽ rất là hối hận, và may mắn là em nhận ra sớm hơn và em bắt đầu làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Vâng ạ, à, cái câu này rất là hay, tại vì đây cũng là một cái cột mốc, một cái đánh dấu để view rồi giới thiệu với tất cả quý vị khán giả một cái chặng đường mới của mình. Và lần này quay trở lại với âm nhạc và với hình ảnh như vậy thì em đang mong muốn mang đến cho khán giả một VR như thế nào ạ? Trước đây thì sao ta, là bởi vì em đã đóng khung, em đã bị đóng khung với cái hình ảnh của một thằng một cậu nhóc lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên và luôn yêu đời rồi, Đúng anh thanh niên đúng luôn. không? Thực ra thì ai trong mỗi một con người thì cũng đều có một cái góc nào đó gọi là một cái góc của nỗi buồn, thì em cũng vậy. Thay vì là đưa sâu ra cho mọi người thì những cái gì mà mình cảm thấy là tươi vui năng lượng nhất, thì trong cái dự định cái dự án đất này thì em muốn cho mọi người thấy là em cũng biết buồn. Ai cũng biết buồn hết ông ơi. Em muốn cho mọi người thấy cái nỗi buồn của một người luôn vui thì nó sẽ như thế nào. Hay Nghe có bị dối dối không ạ? không không rối, mọi người có thể hiểu được, có nghĩa là một chàng trai luôn luôn tích cực, luôn luôn năng lượng, nhưng mà bây giờ ảnh buồn, ảnh trầm cảm, ảnh tự kỷ thì thế như thế nào, đúng không? Vâng à, và cái người mà đồng hành với Huy R đó chính là anh Ghét, là quản lý chính thức của Huy cho tới tận thời điểm hiện tại, thì chắc chắn cũng đã trải qua cùng với Huy một khoảng thời gian cũng rất là nhiều thứ cần phải làm về cả con người, về cả sản phẩm âm nhạc của mình nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảng thời gian đồng hành với Huy trong một cái lúc mà không phải là mood nhất, không phải là vui nhất, không phải sẵn sàng mọi thứ nhất, thì anh đã cùng Huy làm những thứ gì ạ? Chào mọi người nhá, cũng lần đầu tiên ngồi trên đây cũng thấy hơi run như Huy nha. Lần đầu tiên anh thấy có hai cái đèn follow nó chiếu vô mặt anh như vậy. Thật ra thì cách đây 10 ngày Huy có cái buổi họp báo này, Huy cũng còn hoang mang lắm. Huy nói chờ cái MV em có chút ép à, cũng không có tiền tỷ như người ta mà làm cái MV chi. Đôi khi là Huy cũng cảm thấy là nó sẽ sợ nó sẽ không có tốt, hoặc là sẽ không tới ai tới dự, hoặc là lâu quá rồi mình không có xuất hiện báo chí hay anh chị em nghệ sĩ, hoặc là không có được nhiều cái sự đãi ngộ, nên Huy rất là sợ. Còn Huy nói là thôi cho em phát hành online đi, chứ em thấy làm MV nó vừa tốn mà đôi khi nó cũng chưa chắc nó ổn. Và tới cái đây chừng tiếng đồng hồ Huy vẫn cảm thấy là không biết hôm nay có ai tới với mình hay không, đấy vẫn sợ. Thì hôm nay thấy trước mắt là cho Tường, cho Ghét, cảm ơn những người đã ngồi ở đây lấp đầy cái khán phòng ngày hôm nay để cho Huy thấy một cái động lực là vẫn có người đang follow Huy và theo dõi Huy rất là nhiều. Thực ra là em có những cái đặt những cái bút, đặt những cái nốt nhạc đầu tiên thôi. Em mới hoàn thiện trong khoảng từ tháng 3 tháng 4 năm nay thôi. Có nghĩa là em có cái dự định và có những cái cảm xúc từ rất là lâu rồi, nhưng mà tới khoảng tháng 3 tháng 4 năm nay em mới hoàn thiện. Vậy thì Anh OK là ca khúc đầu tiên và bạn sẽ lựa chọn mang đến cho tất cả mọi người với sự comeback lần này của mình. Vậy thì những cái màu sắc tiếp theo, một cái câu chuyện dài hơi với những cái sự tự sự của mình, những cái chia sẻ tâm tư tình cảm của một chàng trai đang ở trong cái lứa tuổi là đang dần trưởng thành sẽ được bạn kể như thế nào, với những sản phẩm tiếp theo bạn có thể bật mí nhẹ nhẹ cho mọi người được biết không? Bởi vì là em muốn làm một cái dự án đất này nó theo một cái câu chuyện mạch lạc và nội dung rõ ràng. Sau tất cả những chuyện buồn thì anh OK, và sau tất cả những OK đó là những cái góc nhìn về cuộc đời,
khá là vô tri. Nó khá là vô tri. Yeah, và bài hát thứ hai sẽ là vô tri. Bài hát thứ hai sẽ là vô tri, có nghĩa là bây giờ anh bắt đầu anh ổn rồi, nhưng mà cái bước tiếp theo của anh chưa biết anh làm gì đúng không? Là không, mà em có nghĩa là cái cách nhìn cuộc đời nó theo một cái hướng nó tích cực hơn. Theo ông nhìn tất cả những sao cũng được. Đúng rồi, tất cả những cái góc độ, tất cả những gì phải xảy ra nó đều nhẹ nhàng như là một người vô tri vậy. Vâng ạ. Bớt suy nghĩ lại đúng không ạ? Nghĩ ít đi để cho mọi thứ nó trôi qua. Đó là cái bài thứ hai trong cái dự án của em. Còn bài thứ ba và bài thứ tư thì em đã làm xong hết rồi, nhưng mà vẫn chưa có một cái tên nó thực sự nó phù hợp. Tới dành tới đâu mình chia sẻ tới đó đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình quay trở lại với MV chính của ngày hôm nay. Anh OK, một cái không gian, một cái hình ảnh cũng khá là đơn độc, không có một nữ chính nào ở đây cả. Không có một nhân vật nào để kể thêm một câu chuyện nào cụ thể cả. Vậy thì chia sẻ với tất cả quý vị luôn là trong MV này, chính Hero là cái người chấp bút viết ra ca khúc này, rồi ảnh cũng sẽ tác động rất là nhiều về phần âm nhạc nữa, không phối khí nữa, và bên cạnh đó là kể cả kịch bản trong MV, cái phần đạo diễn và hình ảnh thì chính bản thân Huy cũng là cái người tác động vào rất là nhiều. Vậy thì cái câu chuyện với cái ý đồ của Huy trong MV lần này là gì? Thực ra thì cái về phần hình ảnh trong MV này thì đó là một cái sự cộng tác của tất cả những anh em, có những người em của em thì có hai anh em của khoa, hai anh em từ Sài Gòn bắt xe lên Đà Lạt và lên trên đó tìm địa điểm, rồi tìm ekip quay các thứ, tất cả mọi thứ thì nó diễn ra nó rất là tự nhiên. Anh em cũng ngồi nghĩ về những cái phương án làm sao nó vừa truyền tải nội dung mà nó vừa phù hợp với túi tiền này. Đây là một cái dự án mà bọn em thấy là ok nhất. Ủa là sao? Cái câu chốt nó hơi bị kỳ ha. Đây là một dự án mà em thấy là ok nhất. Ok là tại sao ạ? Là em liệu cơm gấp ấm thành công rồi đúng không? Thôi đi về mặt hình ảnh ha. Đi về mặt hình ảnh một xíu, tại em chưa bao giờ được ngồi phỏng vấn cái thứ này, nó hơi nằm bằng. Thoải mái đi em, không sao hết. Về mặt hình ảnh thì chỉ có em và một cái mọi người để ý có một bút điện thoại màu đỏ. Nó bị bể nữa. Yeah, đúng rồi. Đó vừa tượng trưng cho tình yêu, vừa tượng trưng cho những cái rắc rối của mình ấy. Mình dính lấy nó, mình muốn thoát ra khỏi nó, nhưng mà đôi khi cái tâm trí của mình này lại không muốn. Nên là mình đi đâu nó cũng đi theo mình, mình đi đâu cũng đi theo mình. Xong rồi tới một lúc mình nhận ra là phải thay đổi thôi. Mình đập nát cái bút đó, cuối MV mình đốt cái bút đó. Nó chỉ đơn giản như vậy. Còn cái việc mà đi vòng vòng trên xe cũng là một chiếc xe màu đỏ. Yeah, đúng rồi. Mình chiếc xe màu đỏ đó thì tượng trưng cho những cái công việc, những cái điều mình đang làm, nó đưa mình đi xa đến đâu, xa đến đâu. Nhưng mà cuối cùng thì để tới một ngày khi mà đam mê và sức khỏe không còn, như là một đoạn chiếc xe bị chết máy, bị dừng lại, thì mình sẽ phải dừng lại một điểm nào đó. Mình phải tự đi trên đôi chân của mình, thì lại quay lại với những cái suy nghĩ không tích cực, là cái bốt điện thoại đó tự trưng nhau rồi. Cuối cùng là mình có ok không? Cuối cùng thì vẫn ok. Vẫn ok, vâng ạ.